Thế giới 24 giờ qua. Trung Quốc cảnh báo về hai quả bong bóng sắp vỡ tung. Chứng khoán châu Á đồng loạt giao dịch trong sắc đỏ. Lời bình luận mới nhất của quan chức tài chính hàng đầu Trung Quốc đã làm dấy lên mối lo ngại mới. Theo đó, thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt rớt điểm. Quan chức hàng đầu của cơ quan quản lý ngân hàng của Trung Quốc mới đây cho biết, ông rất lo ngại về những rủi ro từ bong bóng trên thị trường tài chính toàn cầu và lĩnh vực bất động sản trong nước. Bình luận này làm dấy lên những mối lo ngại về những tác động thắt chặt chính sách mạnh mẽ hơn ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Ngay sau đó, chứng khoán châu Á đồng loạt rớt điểm. Gu Shuwin, Chủ tịch Ủy ban Điều tiết Bảo hiểm và Ngân hàng Trung Quốc CBIRC, đã đưa ra nhận định trong phiên họp giao ban ngày 2 tháng 3 tại Bắc Kinh. Ông cho biết, bong bóng xuất hiện tại khắp các thị trường Mỹ và châu Âu có thể vỡ tung bởi diễn biến hiện tại đang đi ngược lại với những quy tắc cơ bản của nền kinh tế và sớm muộn sẽ phải đối mặt với sự điều chỉnh. Các cơ quan quản lý tài chính của Trung Quốc đang nỗ lực hạn chế rủi ro trong nước, đồng thời hạn chế những gián đoạn từ thị trường bên ngoài khi thị trường mở cửa rộng hơn với dòng vốn nước ngoài. CBIRC cho biết hồi tháng 1 sẽ tiếp tục đón đầu những rủi ro hệ thống sau khi giới hạn hoạt động cho vay của ngân hàng đối với thị trường bất động sản, thắt chặt hoạt động của ngành ngân hàng ngầm và kiểm soát thành công sự tăng trưởng chóng mặt của lĩnh vực cho vay ngang hàng. Steven Leon, Giám đốc điều hành của UOB K2 Anh, Hồng Kông, cho biết chính sách tiền tệ của Trung Quốc không dễ dàng như Mỹ và châu Âu. Bình luận mới nhất sẽ tạo mối lo ngại về những động thái thắt chặt chính sách gắt gao hơn nữa. Sau bình luận của ông Gu Shuwin, chứng khoán châu Á đồng loạt rớt điểm và hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ cũng có diễn biến tương tự. Chỉ số MSCI Asia Pacific xóa bỏ mức tăng 0,8% trước đó. CSI 300 của Trung Quốc và Hang Seng Index của Hồng Kông lần lượt mất 1,4% và gần 1%. Trái phiếu chính phủ Trung Quốc ghi nhận mức tăng khi nhà đầu tư tìm đến tài sản trú ẩn. Theo đó, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 rớt xuống mức thấp nhất trong gần 3 tuần. Casterban, trưởng bộ phận nghiên cứu của Core Pacific Yamaichi, cho hay việc Bắc Kinh gọi đà tăng của thị trường nước ngoài là quả bong bóng sẽ không giúp ích cho thị trường chứng khoán Hồng Kông, vốn đã đón nhận dòng vốn lớn từ đại lục. Tại cuộc họp ở Bắc Kinh, ông Gu cho biết thêm, các nhà quản lý đang theo dõi dòng vốn đổ vào Trung Quốc, nền kinh tế vẫn đang tăng trưởng và lãi suất ở mức cao hơn. Dù quy mô và tốc độ của dòng vốn như vậy vẫn có thể kiểm soát ở thời điểm hiện tại. Các cơ quan quản lý tài chính hàng đầu Trung Quốc cũng đang để mắt tới lĩnh vực fintech, cho biết các nền tảng cung cấp dịch vụ ngân hàng phải tuân thủ các yêu cầu về vốn giống như các nhà cho vay truyền thống để hạn chế rủi ro. Theo ông Gu, giới chức đã đặt ra thời hạn khác nhau đối với từng loại dịch vụ, với mốc dài nhất là không quá 2 năm. Ngoài ra, ông cũng cho biết bong bóng trên thị trường bất động sản Trung Quốc vẫn còn tương đối lớn khi nhiều người mua nhà với mục đích đầu tư hoặc đầu cơ. Đây là một việc rất nguy hiểm. Nền kinh tế hồi phục mạnh mẽ cùng tỷ lệ tín dụng tăng và tâm lý FOMO đã thúc đẩy sự hứng khởi trên khắp các thành phố lớn của Trung Quốc, bất chấp giới chức siết chặt quy định trong năm nay. Các nhà chức trách đã phản ứng bằng cách đưa ra một loạt chính sách để điều chỉnh, bao gồm cơ chế mới về hoạt động cho vay của ngân hàng đối với bất động sản và các quy tắc đấu thầu đất mới để hạn chế giá đất tăng quá cao. Tuy nhiên, giá nhà trên thị trường thứ cấp, nơi ít phải đối mặt với sự can thiệp của chính phủ, đã tăng cao nhất trong 18 tháng vào tháng 1. Dữ liệu hồi tuần trước cho thấy, giá nhà hiện tại của một số dự án phổ biến ở Thượng Hải đã tăng hơn 30% vào năm ngoái, theo China Real Estate Information Corp. Linus Yip, chiến lược gia tại First Shanghai Security, cho biết bình luận của ông Gu phản ánh rằng Bắc Kinh đang muốn hướng đến một thị trường tài chính cực kỳ ổn định. Ổn định là mục tiêu cuối cùng trong chính sách tiền tệ của họ. Trong một diễn biến khác, cựu Bộ trưởng Trung Quốc báo động viễn cảnh xám xịt, Bắc Kinh đối mặt với rủi ro hết sức trầm trọng. Cựu Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc, Lâu Kế Vĩ, nhận định nguồn thu của chính phủ nước này trong 5 năm tới sẽ tiếp tục ở mức thấp, trong khi khả năng cắt giảm chi tiêu là rất khó. Theo ông Lâu Kế Vĩ, tình hình tài chính của Trung Quốc hiện nay hết sức trầm trọng với những rủi ro và thách thức đến từ thất bại
trong chính sách kích thích mạnh mẽ của Mỹ. Kinh tế toàn cầu suy thoái trong đại dịch COVID-19, sự già hóa của dân số Trung Quốc và nợ của chính quyền địa phương tăng. Ông Lâu từng đưa ra những nhận xét nhạy cảm hồi tháng 12 năm 2020, song đánh giá của ông chỉ được xuất bản công khai gần đây trên một tạp chí liên hệ với Bộ Tài chính Trung Quốc, khi chỉ còn vài ngày nữa, Trung Quốc sẽ bước vào sự kiện chính trị thường niên quan trọng nhất, lưỡng hội, gồm kỳ họp của Quốc hội và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Toàn quốc, Chính hiệp Toàn quốc. Giới tinh hoa của Trung Quốc sẽ tề tụ tại thủ đô Bắc Kinh để thảo luận và quyết định những kế hoạch chính sách cụ thể của đất nước. Chính sách tài chính của Trung Quốc là tâm điểm của lưỡng hội. Một trong những vấn đề lớn được đặt ra là liệu Trung Quốc có thu hẹp quy mô các biện pháp kích thích tài chính được thực thi trong năm ngoái nhằm ứng phó với tác động của dịch COVID-19 và chuyển sang tập trung vào việc kiểm soát rủi ro nợ leo thang hay không. Bắc Kinh được dự báo sẽ cắt giảm gói kích thích tài chính, ngay cả khi Quốc hội Mỹ đang tiến gần đến việc phê duyệt gói cứu trợ kinh tế bổ sung 1.900 tỷ đô la do Tổng thống Joe Biden đề xuất. Ông Lâu, người giữ chức Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc giai đoạn năm 2013-2016, cảnh báo rằng thu nhập tài chính của đất nước dự kiến bị mắc kẹt ở mức thấp trong 5 năm tiếp theo và không có dấu hiệu cho thấy chính phủ đang cắt giảm chi tiêu. Khó khăn tài chính không chỉ là vấn đề trước mắt hay ngắn hạn, mà sẽ còn nghiêm trọng cả trong trung hạn. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng SCMP trích lời ông Lâu kế vị. Cựu bộ trưởng cáo buộc Mỹ đang lợi dụng tham hụt ngân sách của mình để chuyển gánh nặng về nợ cho thế giới, đặc biệt là những nước đang phát triển như Trung Quốc. Theo ông Lâu, nhằm tài trợ cho tham hụt ngân sách lớn và đang gia tăng, chính phủ Mỹ đã phải phát hành lượng trái phiếu chính phủ, trong khi Cục Dự trữ Liên bang mua vào lượng lớn trái phiếu này nhằm bơm thanh khoản vào thị trường. Lượng tiền mặt bổ sung nhanh chóng đẩy giá cổ phiếu và các tài sản chính khác lên cao. Ông Lâu trích dẫn ước tính của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cho biết tổng nợ chính phủ của các nền kinh tế tiên tiến chiếm 123,9% tổng GDP của các nước này trong năm 2020, phá vỡ mức kỷ lục được ghi nhận vào cuối Thế chiến thứ hai. Ông cảnh báo khi dịch COVID-19 được kiểm soát và kinh tế toàn cầu bắt đầu hồi phục, những chính sách tiền tệ và tài chính sẽ tạo ra bước ngoặt tác động đến sự ổn định tài chính toàn cầu và tăng trưởng kinh tế của nhiều nước. Các thị trường mới nổi đang đối mặt với cú đòn kép vào nền kinh tế lẫn tài chính của họ, với việc rủi ro kinh tế chuyển hóa thành rủi ro tài chính, làm gia tăng rủi ro về nợ. Tại kỳ lưỡng hội sắp tới, ban lãnh đạo Trung Quốc được cho là sẽ thông báo chỉ tiêu thấp hơn về thâm hụt ngân sách và phát hành trái phiếu đặc biệt của chính quyền địa phương trong năm nay. Thách thức và bất ổn với nền tài chính Trung Quốc. Ông Lâu Kế Vĩ, hiện giữ chức chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Chính hiệp Trung Quốc, nói rằng đã có những nhân tố bất ổn và thách thức gia tăng từ trong nước đối với tình hình tài chính của Trung Quốc. Trung Quốc đã thực thi chính sách mở rộng tài chính trong 11 năm liên tiếp kể từ năm 2009. Hệ quả làm gia tăng thâm hụt ngân sách và bùng nổ quy mô nợ của đất nước. Chi tiêu tài chính của Trung Quốc tăng 2,8% trong năm 2020 so với năm trước đó, trong khi thu nhập giảm 3,9%. Lần giảm đầu tiên kể từ năm 1976. Ông Lâu Kế Vị ước tính 15% chi ngân sách năm ngoái được dùng để trả lãi vay so với mức 13% năm 2019. Tính bền vững nợ của hầu hết các tỉnh thành Trung Quốc sẽ trở nên tồi tệ hơn trong giai đoạn năm 2021-2025 khi quy mô nợ địa phương tiếp tục tăng. Ông Lâu nói rằng, theo tính toán sơ bộ, khoảng 1/4 số tỉnh thành sẽ dùng hơn một nửa nguồn thu tài chính của mình để trả vốn và lãi vay. Ông cũng lập luận rằng tình trạng già hóa dân số của Trung Quốc sẽ gây ra thách thức nghiêm trọng cho tính bền vững tài khoá của quốc gia đông dân nhất thế giới trong những năm tiếp theo. Sự cập bến của xã hội già hóa đang nhanh hơn. Điều này sẽ làm thay đổi quy mô và cấu trúc chi tiêu tài chính của Trung Quốc, làm gia tăng gánh nặng tài chính về chăm sóc người cao tuổi và gây sức ép cho vấn đề tài chính của chính phủ. Ông nói, tính đến cuối năm 2019, hơn 176 triệu người Trung Quốc ở độ tuổi 65 và cao hơn, chiếm 12,6% dân số cả nước. Còn số người từ 60 tuổi trở lên là 177,6 triệu, chiếm 13,3% dân số, theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc. Chúng ta đang đối mặt với những thay đổi lớn chưa từng thấy trong một thế kỷ, ông Lâu Kế Vị nhấn mạnh.
bất kể những thay đổi trong tình hình kinh tế xã hội trong nước hay kinh tế toàn cầu sụt giảm. Nợ chính phủ leo thang và cọ sát thương mại toàn cầu đều sẽ tạo ra những bất ổn to lớn và thách thức nghiêm trọng cho sự bền vững tài chính của Trung Quốc.